Ngày 8 tháng 7, Chân Phước Gregory Grassi và các bạn. Các nhà thừa sai Kitô giáo thường bị bắt trong các cuộc chiến chống lại với chính quốc gia của mình. Khi các chính phủ Anh, Đức, Nga và Pháp buộc nhà cầm quyền Trung Hoa phải nhượng bộ đất đai vào năm 1898, cả một phong trào chống người ngoại quốc nổi dậy ở Trung Hoa. Gregory Grassi sinh ở Ý năm 1833, thụ phong linh mục năm 1856, và 5 năm sau, Ngài được sai đến Trung Hoa lục địa. Sau đó, cha Gregory được tấn phong làm giám mục của giáo phận Bắc San Si. Vào năm 1900, trong cuộc nổi dậy của các võ sĩ, cùng với 14 nhà truyền giáo Âu Châu và 14 tu sĩ Trung Hoa, Ngài chịu tử đạo vào thời kỳ bách hại ngắn ngủi nhưng đẫm máu ấy. 26 vị tử đạo bị bắt theo lệnh của Yu In Sen, quan đầu tỉnh San Si. Tất cả bị chết chém vào ngày 9 tháng 7 năm 1900. 5 vị thuộc dòng Francisco hèn mọn, 7 vị thuộc tu hội Francisco truyền giáo của Đức Maria là các vị tử đạo tiên khởi của tu hội. Về phía người Trung Hoa, có 7 chủng sinh và 4 giáo dân, tất cả đều thuộc dòng ba Francisco. 3 giáo dân Trung Hoa khác bị giết ở San Si chỉ vì làm việc cho các tu sĩ Francisco và bị bắt cùng với các người khác. 3 tu sĩ Francisco người Ý cũng được tử đạo trong tuần đó ở tỉnh Hunan. Tất cả các vị tử đạo được phong chân phước vào năm 1946. Lời bàn: tử đạo là sự nguy hiểm nghề nghiệp của các nhà truyền giáo. Trong cuộc nổi dậy của các võ sĩ ở Trung Hoa lục địa, 5 giám mục, 50 linh mục, 2 trợ sĩ, 15 nữ tu và 40.000 Kitô hữu Trung Hoa đã bị giết. Tuy nhiên, số giáo dân Công giáo Trung Hoa vào năm 1906 là 146.575 người, đã tăng lên đến 303.760 người vào năm 1924. Sự hy sinh lớn lao đã đem lại kết quả lớn lao. Lời trích: tử đạo là một phần của bản chất giáo hội, vì nó biểu lộ cái chết của Kitô hữu trong hình thức tinh tuyền, là một cái chết vì đức tin không chịu kiềm chế. Qua sự tử đạo, sự thánh thiện của giáo hội, thay vì thuần túy vẫn chỉ có tính cách không tưởng, đã thể hiện một diễn đạt tỏ tường cần thiết nhờ ân sủng của Thiên Chúa. Ngay từ thế kỷ thứ hai, người chấp nhận cái chết vì đức tin Kitô giáo hoặc luân lý Kitô giáo được coi là một chứng nhân. Danh từ này xuất phát từ Phúc Âm, vì Đức Giêsu Kitô là chứng nhân trung tín tuyệt đối.